Các bạn đang nghe truyện nương tử nhà ta là kiếm thần trên kênh TV Audio CV. Chương 129, kẻ thiên giếng, Lam Ngưng Sương nhập lục phẩm. Phủ thành chủ thành Tấn Dương, trong căn phòng u ám, thiên khôi khoác lên mình lớp da người của Diệp Hằng, một lần nữa triệu hồi pho tượng quỷ Phật. Trận pháp che giấu thiên cơ đã được bố trí theo yêu cầu của ngươi. Ba cái đầu của quỷ Phật lắc lư, đồng loạt nhìn về phía thiên khôi, nhiệm vụ lần này không hề đơn giản cần phải chuẩn bị đầy đủ. Trước tiên là thứ đó, chắc chắn đã bị phong ấn, nên mới không hề có chút khí tức nào rò rỉ, ta phải nghĩ cách phá vỡ phong ấn mới được. Thứ hai là như ngươi đã nói, lực lượng ẩn giấu của thành Tấn Dương không thấp, muốn chiếm được thành Tấn Dương, nhất định phải phái thêm nhiều người. Đã xuất phát hết chưa?" Thiên Khôi hỏi. Đang trên đường đến. Quỷ Phật cười khà khà. Có những ai nếu như là hạng người như yêu tàn thì không cần phái đến cho dù có đến cũng chẳng có tác dụng gì thiên khôi lạnh lùng nói yên tâm đi nhiệm vụ lần này còn quan trọng hơn cả việc cướp đoạt long linh nếu thành công có thể gây ra không ít phiền toái cho đại càng tự nhiên không thể phái những kẻ vô dụng đi lần này ta cũng sẽ đích thân ra tay gặp mặt lão già kia một chút quỷ phật hung ác nói ba cái đầu đều biến thành ánh mắt giận dữ vậy ta cũng dung hợp một số thi thể chờ các ngươi đến tốt lời nói vừa dứt ba cái đầu của pho tượng quỷ phật trụ xuống sáu cánh tay thu lại đúng lúc này trên bầu trời xẹt qua một tia sét những hạt mưa tí tách rơi xuống cơn mưa đến đột ngột người đi đường trên phố vội vã chạy đi miệng không ngừng than thở ngày như thế này sao lại có sấm sét mưa gió thiên khôi nhìn ra ngoài cửa sổ con ngươi hoàn toàn biến thành màu đen Hắn cũng đến rồi. Thú vị. Ngoài thành Tấn Dương, về phía bắc 20 dặm, trong rừng sâu. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tia chớp cuồn cuộn, mưa to trút xuống như thác đổ, lượng mưa lớn hơn nhiều so với trong thành Tấn Dương. Trên đường núi, một bóng người dẫm lên cơn mưa như trút nước, chậm rãi tiến về phía thành Tấn Dương. Chỉ thấy hắn mặc áo choàng dài đen trắng, dáng người gù lưng, đầu đội nón lá dưới nóng lá đeo một chiếc mặt nạ quỷ bị vỡ một nửa chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lộ ra đục ngầu nhãn cầu lõm xuống hai tay hắn nắm lấy sợi dây đen đặt trước ngực sau lưng cõng một thứ nặng nề thứ đó cao bằng nửa người rộng hơn hắn rất nhiều bề ngoài bằng đá xanh có dây xích quấn quanh nhìn từ trên xuống một cái lỗ đen lớn đặc biệt dễ thấy đây rõ ràng là một cái giếng chưa nói đến cách ăn mặc của người này kỳ quái như thế nào chỉ riêng việc mang theo một cái giếng bên mình cũng đủ khiến người nhìn thấy cảm thấy vô cùng kinh ngạc đúng lúc này từ một bên rừng núi truyền đến tiếng xào xạc một bóng người lướt ra khỏi màn mưa đắp xuống đường núi là một trung niên có vẻ ngoài tiên phong đạo cốt hắn cũng nhìn thấy người cổng giếng miệng không khỏi phát ra một tiếng hử nhẹ người đàn ông trung niên chắn trước đường đi của người cổng giếng phía trên đỉnh đầu dường như có một lực lượng vô hình nào đó tạo thành một lớp lá trắng, nước mưa không hề rơi xuống người hắn. Ánh mắt theo bộ y phục màu lam của hắn nhìn xuống, bên hông đeo hai tấm lệnh bài. Một cái là lệnh bài hồng liên nhị tinh. Tấm còn lại khắc một chữ, tuần. Thân phận của người đàn ông trung niên đã rõ ràng, tuần sát sứ do trảm yêu ti đại càng bổ nhiệm, vì sao chặn đường, người cổng giếng phát ra giọng nói khàn khàn. Ta là tuần sát sứ, chặn đường yêu quỷ có gì lạ? Người đàn ông trung niên lạnh lùng đáp. Ý của ngươi? Ta không phải người, người cổng giếng hỏi một câu, sau đó phát ra tiếng cười thảm thiết, giống như mưa gió, dần dần lớn lên. Không cần nói nhảm, hôm nay gặp ta, coi như ngươi số phận đã định. Người đàn ông trung niên nheo mắt, sau đó vung tay phải, chiếc quan tài đen biến thành từ bóng tối trắng ngang màn mưa, hung hăng rơi xuống. ầm, ừ chỉ nghe thấy một tiếng đổ vang nơi người cổng giếng đứng lập tức bị nghiền nát người đàn ông trung niên thấy vậy thần sắc tự nhiên xoay người đi về phía thành tấn dương nhưng chưa đi được mấy bước hắn đột nhiên cảm nhận được điều gì đó sắc mặt kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lại trong con ngươi là sự sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng một lúc sau một bóng người bước ra khỏi rừng núi nhìn về phía thành tấn dương chính là người cổng giếng trên bầu trời mây đen di chuyển tiến về phía thành tấn dương sấm chớp rền vang mưa như trút nước không có dấu hiệu dừng lại quay đầu nhìn lại rừng núi máu hòa vào nước mưa chảy dọc theo đường núi sang hai bên trên nửa người còn lại lệnh bài khắc chữ tuần chỉ còn một nửa ầm uhm, lại một tiếng sấm nổ vang chiếu sáng cả vùng trời đất u ám tần phong đến sân phủ đệ thần sắc ngạc nhiên mưa to như vậy ba người này vậy mà vẫn đang mượn trùng uyên trận pháp tôi luyện kinh khí. Điều càng khiến hắn kinh ngạc hơn là, Lam Ngưng Sương đã đến vị trí trung tâm trận pháp đặt hắc trạc thạch, nước mưa thấm đẫm bộ y phục màu lam nhạt của nàng, khiến y phục dính sát vào cơ thể, phát họa ra dáng người tuyệt mỹ. Tấm vải quấn ngực màu trắng đáng ghét kia, cũng lộ ra qua lớp áo màu lam, dần dần hiện rõ. Nếu là bình thường, Tần Phong chắc chắn sẽ dừng lại để thưởng thức kỹ càng, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng đó bởi vì thông qua sông đồng dị năng nhìn vào bên trong cơ thể lam ngưng sương kinh khí màu vàng đã có xu hướng ngưng tụ nàng sắp đột phá rồi lam ngưng sương nhắm mắt lông mày hơi nhíu lại không ngừng dẫn dắt kinh khí trong cơ thể tôi luyện ngưng tụ chống lại áp lực do trùng uyên trận pháp mang đến thời gian trôi qua từng phút từng giây tần phong không rời đi trong lòng âm thầm cổ vũ cho nàng đột nhiên cùng với một luồng khí cơ tuôn ra từ cơ thể lam ngưng sương màn mưa xung quanh nàng lập tức bị chấn động tản ra, lúc này, Lam Ngưng Sương đột ngột mở mắt, vung một chưởng lên trời. Nước mưa nổ tung, hóa thành hơi nước trắng xóa, vô cùng đẹp mắt. Đây là kình khí ngoại phóng mà chỉ có thần vũ lục phẩm cảnh giới mới có thể thi triển, Lam Ngưng Sương, người đầu tiên đột phá, nàng nhìn hai bàn tay của mình, thần sắc kích động, dù sao thực lực tăng lên, nàng có thể bảo vệ cô gia tốt hơn, ở phía bên kia, hắc tháng đầu và nhị đệ cảm nhận được động tĩnh nhanh chóng nhìn lại trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ chúc mừng ở hành lang tần phong nhẹ giọng nói lam ngưng sương nghe vậy quay đầu nhìn lại vui vẻ nói cô gia ta đột phá rồi quá hưng phấn lam ngưng sương đầu óc nóng lên vậy mà chạy đến trước mặt tần phong giang hai tay ôm lấy hắn tần phong ngây người hắt tháng đầu và nhị đệ trong sân cũng ngây ra Do y phục của Lam Ngưng Sương bị nước mưa thấm ướt, vải quấn ngực cũng có dấu hiệu sắp bung ra. Tần Phong có thể cảm nhận rõ ràng điều này, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến đêm tân hôn, cảnh tượng Lam Ngưng Sương cởi bỏ vải quấn ngực. Không lâu sau, Lam Ngưng Sương phản ứng lại, kêu lên một tiếng, "A, à, vội vàng buông Tần Phong ra, sắc mặt đỏ ửng." "Cô gia, ta..." Lam Ngưng Sương muốn nói lại thôi, vì quá xấu hổ, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn đối phương chỉ có thể để lại một câu ta đi thay quần áo sau đó chạy trốn tần phong nhìn bóng lưng của nàng trong lòng trực tiếp kêu tiếc ta còn chưa ôm đủ sao đã chạy rồi quay người lại chỉ thấy hắt tháng đầu và nhị đệ nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái tần phong giật mình hỏng rồi cảnh tượng vừa rồi có chút khiến người ta suy nghĩ miên man nhưng lúc này ưu điểm đầu óc linh hoạt của người đọc sách được thể hiện một cách triệt để tần phong nhíu mày nói nhị đệ, ngưng sương cô nương đã thành công bước vào lục phẩm, sao không thấy ngươi có chút tiến bộ nào, có phải ngươi lười biếng rồi không? Đại ca, ta. Nhị đệ xấu hổ cúi đầu. Còn hắc tháng đầu vẫn nhìn chằm chằm. Tần phong quay đầu quát, hắc tháng đầu, nhị đệ gia nhập thần vũ đạo thống muộn hơn ngươi, nhưng cũng sắp đến lục phẩm cảnh giới rồi, ngươi còn không mau chóng nỗ lực. Chẳng lẽ muốn đợi nhị đệ ta bước vào lục phẩm, mới bảo vệ an nguy cho ngươi sao? cái này. Hắc Tháng đầu xấu hổ cúi đầu. Cố gắng lên, Tần Phong thở dài, lắc đầu quay người rời đi như thể hận sắc không thành thép. Nhị đệ và Hắc Tháng đầu nhìn nhau, bắt đầu phấn đấu. Màn đêm buông xuống, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Trên bầu trời, sấm sét lóe sáng, chiếu rọi màn đêm đen kịt như ban ngày. Tần Phong lại đến hồ đình, tiếng mưa rơi lột đột trên mái hiên. Trên mặt hồ những gợn sóng lớn nhỏ va chạm vào nhau cá trong hồ bơi lội bồn chồn như thể đang sợ hãi điều gì đó tiểu thư lam ngưng sương khẽ gọi trong hồ đình vẻ mặt có chút lo lắng tần phong không hiểu bước lên hỏi sao vậy hắn liếc nhìn liễu kiếm ly sắc mặt nàng có chút tái nhợt trông như thể không khỏe chẳng lẽ kinh mạch được chữa trị trước đó lại có vấn đề cô gia tiểu thư nàng lam ngưng sương muốn giải thích nhưng liễu kiếm ly ngắt lời ta không sao huynh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào liễu kiếm ly đứng thẳng người thần sắc như thường nhưng tần phong vẫn nhận ra nàng khác với mọi ngày nếu thân thể không khỏe chi bằng đêm nay thôi nàng hãy nghỉ ngơi sớm tần phong quan tâm nói không cần liễu kiếm ly khẽ lắc đầu giọng điệu kiên định vậy được rồi đối phương không muốn nói Tần Phong tự nhiên cũng không tiện gặng hỏi, mỗi người ít nhiều đều có bí mật của riêng mình. Hắn lấy ra dung dịch thuốc trong giới chỉ, đầu ngón tay bạch tất hình thành. Lam Ngưng Sương đứng bên cạnh, muốn nói lại thôi, nàng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, liền chắp hai tay trước ngực, dường như đang cầu nguyện điều gì đó. Tần Phong vừa muốn trải vuốt kinh mạch cho Liễu Kiếm Ly. Trên bầu trời, lôi long gầm thét, chấn động màn nhĩ. Tiếng sấm này thật đáng sợ. Tần Phong thầm cảm thán một câu, nhưng bỗng nhiên phát hiện mỹ nhân trước mặt run rẩy. Tình huống này khiến hắn trợn tròn mắt. Liễu Kiếm Ly là ai? Thiên Kiêu nổi tiếng đại càng, kiếm thần tương lai, người như vậy lại sợ sấm sét, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ cần nàng muốn, rõ ràng một kiếm có thể chém nát sấm sét đó, một con lôi long chưa dứt, một tiếng sấm sét khác lại vang lên bên tai. Liễu kiếm ly đặt hai tay lên đầu gối, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi khi tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, sấm sét vang trời, thân thể nàng vẫn không nhịn được trung lên. Dưới ánh sáng của tia chớp, khuôn mặt tuyệt mỹ kia trở nên trắng bệch. Tần Phong chưa từng thấy liễu kiếm ly như vậy, giống như một nữ tử bình thường, yếu đuối và bất lực, khiến hắn không khỏi đau lòng. Hắn đưa tay nắm lấy tay phải của liễu kiếm ly, cảm giác trơn nhẵn, tinh tế, như bảo ngọc, giống như ngày thành thân, dắt nàng vào tầng phủ. Nhưng khác với trước, đêm nay bàn tay của mỹ nhân không ngừng run rẩy. Không sao, tiếng sấm sẽ sớm qua thôi. Tần Phong nhẹ giọng an ủi. Vừa dứt lời, một con lôi xà lại xé toạc bầu trời đêm, tiếng nổ vang lên ngay sau đó. Mẹ kiếp, hết lần này đến lần khác. Tần Phong thầm mắng một tiếng, nổi giận với ông trời, nếu có thể, hắn thật sự muốn một chưởng đánh nát sấm sét, xua tan mây đen. Tiếc là, hắn không có thực lực đó. Liễu kiếm ly khẽ cuộn người, vô thức dựa vào nam tử trước mặt, dường như như vậy có thể khiến nàng an tâm hơn. Lam ngưng sương thấy vậy đau lòng vạn phần. Thấy trên cao lại có tia chớp xẹt qua, tần phong cũng không kịp nghĩ nhiều, tiến lên ôm liễu kiếm ly vào lòng, dùng tay áo che hai tai nàng. Ầm ầm, ầm ầm, mỗi lần lôi long gầm thét, đều khiến mỹ nhân trong lòng rung lên, Nàng tựa đầu vào ngực Tần Phong, tìm kiếm sự che chở, trông thật đáng thương. Tần Phong vừa nắm tay nàng, vừa nhẹ nhàng vỗ vai nàng, dịu dàng an ủi, "Không sao, có ta ở đây, không sao." Hoặc là lời nói có tác dụng, hoặc là cái ôm có tác dụng, thân thể mỹ nhân không còn run rẩy như trước nữa. Nhưng nhìn ra ngoài sân, mưa to gió lớn, sấm chớp đang xen, căn bản không có ý định dừng lại. Cứ tiếp tục như vậy, vẫn không được tần phong nhìn mỹ nhân trong lòng vẫn còn run rẩy trong đầu không ngừng suy nghĩ có cách nào có thể khiến nàng chuyển dời sự chú ý hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước khi còn nhỏ mỗi khi ngoài trời sấm sét sợ hãi không ngủ được mẹ luôn ở bên giường nhẹ nhàng hát ru dỗ dành hắn ngủ nếu đã như vậy tần phong hít sâu một hơi giọng hát êm dịu vang lên trong hồ đình lam ngưng sương nghe thấy thần sắc ngẩn ra giai điệu này nàng chưa từng nghe qua chỉ cảm thấy êm dịu yên tĩnh còn có một chút u buồn nhàn nhạt theo thời gian trôi qua mỹ nhân trong lòng không còn run rẩy ngay cả hơi thở cũng dần dần ổn định có hiệu quả tần phong mừng rỡ trong lòng tiếng hát êm đềm không ngừng đêm mưa gió sấm sét lặng lẽ trôi qua trong giai điệu êm ái không biết lúc nào liễu kiếm ly nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ tần phong thấy vậy thở phào nhẹ nhõm hắn cứ nửa quỳ nửa ngồi như vậy chân sắp mất cảm giác đưa tiểu thư nhà muội về phòng đi tần phong khẽ dặn dò muốn rút tay phải ra nhưng hắn kinh ngạc phát hiện mặc dù liễu kiếm ly đã ngủ bàn tay mềm mại trơn nhẵn kia căn bản không có ý định buông ra ngược lại còn nắm chặt hơn thật là ngại ngùng tần phong đứng cũng không được ngồi sổng cũng tê dại bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cẩn thận ngồi lên tay vịn của xe lăn lam ngưng sương thấy vậy mỉm cười an ủi ta đã lâu lắm rồi không thấy tiểu thư ngủ ngon như vậy nhân cơ hội này tần phong cũng rốt rốt hỏi ra nghi hoặc trong lòng với thực lực của tiểu thư nhà muội tại sao lại sợ sấm sét lam ngưng sương nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia bi thương nàng thở dài một tiếng kể lại nguyên do tứ phẩm vào tam phẩm sẽ gặp thiên kiếp người biết gọi là thiên địa bá quyền ấn chứng thiên kiếp vốn là trói buộc của trời đất để ngăn cản vạn vật trên thế giới bước vào cảnh giới cao hơn, mà thiết lập cửa ải khó khăn. Muốn lên một tầng cao hơn, ai cũng không thể tránh khỏi. Độ khó của thiên kiếp cũng chia mạnh yếu, tương truyền tiềm lực càng mạnh, thiên phú càng cao, độ khó của thiên kiếp gặp phải càng lớn. Mà Lôi Kiếp được xem là thiên kiếp khó vượt qua nhất. Nàng lúc trước gặp phải chính là Lôi Kiếp, Tần Phong có suy đoán. Lam Ngưng Sương gật đầu, tiểu thư thiên phú dị bẩm Tất cả mọi người đều dự đoán nàng sẽ gặp phải lôi kiếp. Nhưng không ngờ, tiểu thư gặp phải lại là cửu trọng thiên lôi kiếp. Sấm sét đó, một đạo sau một đạo hung hãn, một đạo sau một đạo thanh thế to lớn. Vốn dĩ với thực lực của tiểu thư, gặp phải thiên kiếp yếu hơn một chút, mượn thiên kiếp ngưng luyện kiếm ý là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng cửu trọng thiên lôi kiếp này, lại phá vỡ kỳ vọng của tất cả mọi người. Cũng khiến tiểu thư rớt xuống phàm trần. Tần Phong nghe vậy, nhìn mỹ nhân bên cạnh, thần sắc phức tạp. Thì ra, nàng lúc trước, lại gặp phải những chuyện này. Từ đó về sau, tiểu thư liền sợ sấm sét. Lam ngưng sương thần sắc bi thương. Tần Phong cảm khái, nhìn mỹ nhân bên cạnh. Nàng vừa là liễu kiếm ly cao cao tại thượng mà mọi người ngưỡng mộ, cũng là thê tử của ta. Sau này có ta ở đây, nàng sẽ không cần phải sợ sấm sét nữa bởi vì ta sẽ luôn ở bên nàng." Tần Phong nhẹ giọng nói, giọng điệu kiên định, đây là lời hứa của hắn. Lam Ngưng Sương trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, nhưng không nói gì thêm. Nàng nhìn tiểu thư nhà mình và cô gia, lặng lẽ lui ra khỏi hồ đình. Đây là thế giới chỉ nên thuộc về hai người. Ngày hôm sau, mưa đã ngớt đi phần nào, nhưng trên bầu trời vẫn còn sấm chớp rền vang. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay phải, liễu kiếm ly từ từ tỉnh lại khẽ mở mắt từ sau khi thất bại khi đổ kiếp nàng chưa từng ngủ say đến thế nghiêng đầu nhìn sang một bên liền thấy tần phong nhắm nghiền hai mắt hô hấp đều đặn hình như hắn đang mơ một giấc mơ đẹp thỉnh thoảng còn nhếch mép cười phát ra tiếng cười khẽ liễu kiếm ly lặng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn hồi tưởng lại quá khứ nàng là niềm tự hào của liễu gia khi sinh ra đã dẫn động dị tượng trời đất Năm bảy tuổi, nàng nhìn thấy trường kiếm của phụ thân, trong lòng vui mừng, đưa tay phải ra, thế mà lại khiến trường kiếm rung động, phát ra tiếng kiếm minh. Cả nhà đều kinh hãi. Đây chính là thiên sinh kiếm tâm, tu luyện thần võ đạo thống, nàng tinh tiến thần tốc, vì củng cố căn cơ, nàng cố ý áp chế cảnh giới, sau khi đột phá, tiến bộ vượt bậc. Sau đó là điều mà cả thế gian đều biết, 15 tuổi bước vào thất phẩm, được đưa vào vạn kiếm tông, tiếp đó nước chảy thành sông lại là lục phẩm ngũ phẩm mà khi đạt đến ngũ phẩm nàng đã lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ tư tàn khí cảnh cuộc đời nàng đơn giản ngoài tu luyện ra chính là luyện kiếm sở thích của nữ tử song phấn nước hoa nàng đều không để ý trong mắt nàng kiếm đạo chính là tất cả cho đến khi độ kiếp thất bại hạ thân bị liệt nàng mới rơi vào hoang mang không biết cuộc sống sau này phải làm sao Gia Gia và phụ thân, khi để nàng gã đi xa, nàng không hề phản bác, cũng không để tâm, bởi vì đối với nàng mà nói, ở đâu cũng không còn gì khác biệt. Nhưng đến đây rồi, nàng mới phát hiện, kỳ thực là có khác biệt. Bởi vì nơi này, có thêm một người. Nương từng nói với nàng, điều hạnh phúc nhất trong đời người con gái, chính là tìm được một người mà con thích, người đó cũng thích con. Nàng không biết đây có phải là thích hay không, chỉ là cảm thấy ở bên cạnh người này trong lòng cảm thấy an tâm khó tả mưa to như trút nước lôi xà xé rách bầu trời lại thêm một tiếng nổ vang liễu kiếm ly lòng thản nhiên vết thương trong lòng nàng đã được xoa dịu khi sấm sét vang lên nàng không còn nhớ đến cửu trọng thiên lôi kiếp nữa mà là tiếng hát đêm qua mà là bóng dáng của một người tần phong khẽ nhíu mày hình như bị tiếng sấm làm gián đoạn giấc mơ đẹp liễu kiếm ly thấy vậy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giây phút này, kiếm hộp bên cạnh bắt đầu rung động, tiếng kiếm len ken, lấy tầng phủ làm trung tâm, trong vòng ngàn trượng, nước mưa dừng lại giữa không trung, mà đây chỉ mới là bắt đầu, phạm vi bao phủ bởi cảnh tượng kỳ lạ này vẫn đang không ngừng mở rộng, cho đến khi ảnh hưởng đến toàn bộ thành tấn dương, bách tính trong thành, nhìn thấy cảnh tượng này, đều trợn mắt há hốc mồm, đây. Rốt cuộc là chuyện gì? Thạch tử Minh vừa từ thanh lâu ra, vuốt cầm như suy tư gì đó, đây là vực. Không, không đúng. Trong căn nhà đơn sơ, lão Lý uống rượu, buông một câu, thống khoái. Trước cửa thính Vũ Hiên, Thương Phi Lan ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Lão già nằm trên ghế tranh, hừ một tiếng, vạn thần cảnh 19 tuổi. Trong tầng phủ, đám hạ nhân nhìn cảnh tượng kỳ lạ này, chỉ rõ bàn tán, trong mắt đều là sự kinh ngạc. Lão gia, trời này! Nhị nương đưa tay chạm vào một giọt mưa, chỉ cảm thấy lành lạnh. Tần Kiến An đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt hiếp lại, không nói gì thêm. Công! Công tử, đây chẳng lẽ là, bên ngoài phòng khách, vương tự hai người kinh ngạc lên tiếng. Nhã An im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nơi hồ đình, liễu kiếm ly vung tay trái, nước mưa chảy ngược, hội tụ trên không trung, sau đó mưa gió khắp thành lại hóa thành một thanh cự kiếm bằng nước lại có lôi xà cuồn cuộn, thủy kiếm chém lên trời, trực tiếp đánh tan sấm sét, xua tan mây đen, bầu trời như bị chém thành hai nửa, giống như mở ra một cánh cửa trời. Ánh nắng mặt trời lại chiếu xuống, chiếu lên những hạt mưa, ánh lên kim quang. Liễu Kiếm Ly thu hồi tầm mắt, nhìn nam tử đang ngủ say bên cạnh, lông mày giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong thành Tấn Dương, phủ đệ của một phú thương, cả tòa nhà rộng lớn lại yên tĩnh đến lạ thường chỉ có ở đại sảnh mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thúc thích người gánh giếng đội nón lá ngồi ở vị trí chính giữa đại sảnh trên những phiến đá xung quanh đầy vết máu cái giếng khô cạn phía sau hắn đã được thả xuống dây xích khóa giếng không ngừng rung động tiếng khóc thúc thích chính là từ miệng giếng truyền ra kiếm ý tầng năm vạn thần cảnh giọng nói khàn khàn vang lên người gánh giếng vỗ vào dây xích trên bề mặt giếng khô tiếng khóc thúc thích trong giếng cũng dần dần lắng xuống trong phủ thành chủ diệp lạc đình nhìn cảnh tượng tráng lệ trên cao há hốc mồm kinh ngạc diệp hằng vừa lúc bước ra khỏi phòng hắn vội vàng hỏi phụ thân người xem trời kìa diệp hằng không trả lời sắc mặt âm trầm đến đáng sợ tần phong vẫn đang ngủ say canh giữ bên cạnh liễu kiếm ly suốt đêm hắn thật sự quá mệt mỏi lúc này hắn đang mơ một giấc mơ ngại ngùng mỹ nhân trong mơ như ảo như mộng hắn khẽ hít một hơi cánh mũi tràn ngập hương thơm mê người không được eo sắp chịu không nổi nữa rồi tần phong lẩm bẩm một câu một tia nắng chiếu xuống chiếu lên mặt hắn hắn dụi dụi mắt từ từ tỉnh lại chỉ cảm thấy eo đau lưng mỏi giấc mơ này sao chân thật đến vậy tần phong đang cảm thấy nghi hoặc mở mắt nhìn liễu kiếm ly đang ở ngay trước mắt dưới hàng mi dài đôi mắt sáng đang nhìn hắn hắn giật mình vội vàng đứng dậy khó trách lại cảm thấy eo đau lưng mỏi hóa ra hắn ngủ quên trên tay vịn của xe lăn suốt đêm liếc mắt nhìn ra ngoài đình sấm sét biến mất mưa tạnh ánh nắng chiếu xuống một mảnh sinh cơ bừng bừng mặt trời đã lên cao như vậy rồi ta vậy mà ngủ lâu như vậy đấm đấm eo trong lòng tần phong không khỏi cảm khái thân thể của người đọc sách quả nhiên vẫn là quá yếu ớt cảm nhận được ánh mắt của mỹ nhân hắn cười gượng gạo dáng vẻ này của ta nàng ấy có khi nào sẽ cảm thấy ta thân thể hư nhược không lập tức cũng mặc kệ eo đau vội vàng ưỡn thẳng lưng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mưa đêm qua thật lớn tần phong tùy ý tìm đề tài ừm mỹ nhân khẽ đáp lại một tiếng tệ rồi eo lại bắt đầu đau phải nghĩ cách rời khỏi đây sắc mặt tần phong khó coi sau đó nghĩ ra một kế nàng có đói bụng không ta đi nấu cho nàng bát mì liễu kiếm ly khẽ gật đầu tần phong nghe vậy như được đại xá không lưng chạy trốn cũng như đi vừa lúc ở góc hành lang gặp phải lam ngưng sương đi tới nàng thấy hắn không lưng tò mò hỏi cô gia người ta không sao nàng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm tần phong xua tay khó khăn đứng thẳng người chậm rãi rời đi lam ngưng sương không hiểu lắc đầu trở lại hồ đình vui mừng nói tiểu thư Chúc mừng người lĩnh ngộ kiếm ý tầng năm vạn thần cảnh. Động tĩnh lớn như vậy, nàng cũng là người luyện kiếm tự nhiên đoán được nguyên do. Nhưng lúc đó thấy tiểu thư và cô gia ở trong hồ đình hình ảnh ấm áp, nàng liền không đến quấy rầy. Bất quá, tiểu thư, trước kia người cách vạn thần cảnh luôn kém một bước, bất đắc dĩ mới lựa chọn mượn thiên kiếp để lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ năm. Nhưng tại sao bây giờ lại đột nhiên đột phá? Ta cũng không biết nguyên do trong đó. Liễu kiếm ly lắc đầu, môi hồng khẽ mở. Lúc đó, nàng chỉ là không muốn mưa gió sấm sét quấy rầy giấc mơ của người nào đó, ý niệm vừa sinh ra, tâm ý thông suốt. Trở ngại vạn thần cảnh kiếm ý tầng thứ năm kia, lại trong nháy mắt tự nhiên mà nhiên bị phá vỡ. Tuy không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cảm giác này cũng không tệ lắm. Liễu kiếm ly khẽ mỉm cười, một thoáng phương hoa, đất trời như mất màu. Ăn xong bữa trưa, tần phong dẫn lam ngưng sương rời khỏi tần phủ nàng đã đột phá đến thần vũ lục phẩm tụ lực cảnh không cần phải ở trong trùng uyên trận pháp tu luyện nữa cô gia chúng ta đi đâu lam ngưng sương hỏi tần phong cúi đầu trầm ngâm bảo y đường tạm thời chưa đi tuy rằng chữa bệnh cho người bệnh có thể thu được văn khí nhưng chữa trị đa phần là những chứng bệnh thông thường văn khí thu được cũng có hạn vọng nguyệt cư đã lâu không đến hôm nay phải đi một chuyến Tìm bành trưởng quầy lấy lợi nhuận của tửu lâu gần đây. Còn Thính Vũ Hiên. Trước tiên đến Thính Vũ Hiên đi, Tần Phong lên tiếng. Một ngày không gặp thương cô nương, như cách Ba Thu, rất là nhớ nhung. Đi trên đường phố, tiếng rao hàng của các quầy hàng hai bên đường không dứt. Hôm qua trời mưa to, rất nhiều người chưa mở hàng. Khó khăn lắm trời mới quan đảng, tự nhiên phải nhanh chóng ra ngoài bày hàng. Tần Phong tùy ý đánh giá xung quanh vô tình va chạm vai với một người đàn ông cũng không biết là đối phương không chú ý hay là chính hắn không cẩn thận hai người va vào vai nhau tần phong chỉ nghĩ là mình không nhìn đường dẫn đến vừa định xin lỗi nhưng người đàn ông mặc áo vải thô vẻ mặt đờ đẫn kia lại chẳng quay đầu lại mà cứ thế bỏ đi cô gia không sao chứ lam ngưng sương quan tâm hỏi tần phong nhìn bóng lưng người đàn ông lắc đầu hắn xoa xoa vai mình cảm thấy hơi đau giống như va vào tấm sắt chẳng lẽ là tu luyện thần vũ đạo thống nếu không thì thân thể sao lại cứng cáp như vậy hắn cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục đi về phía trước mà trong tấn dương thành những người đàn ông như vậy không chỉ một người bọn họ đều có vẻ mặt đờ đẫn đi đường không nhìn người đến những con hẻm vắng người những người này liền dung nhập vào lòng đất biến mất một cách khó hiểu đến bên ngoài thính vũ hiên lại gặp được một người không ngờ tới lão lý chống gậy đang trò chuyện với lão già kia kỳ lạ là tuy rằng khoảng cách không xa lại chỉ có thể nhìn thấy miệng bọn họ động đậy không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì tần phong đi đến gần chào hỏi lý tiền bối lão lý liếc mắt nhìn tần phong khẽ gật đầu sau đó liền cáo biệt lão già chỉ là lúc đi ông ta còn để lại một câu hương vị lẩu không tệ tần phong đầu tiên là sững ra sau đó hiểu ra lý tiền bối trong khoảng thời gian này quả thực có đến vọng nguyệt cư sao biết chào hỏi lão già đó lại không biết chào hỏi ta bách lý lão giả nằm trên ghế mây hừ lạnh một tiếng ạch à, lão già này tần phong thầm mắng một câu trên mặt vẫn cung kính nói một câu tiền bối nào ngờ sau khi chào hỏi xong lão già này lại căn bản không để ý ngược lại quay đầu nhìn về phía lam ngưng sương nói một câu tuổi còn trẻ như vậy đã bước vào thần vũ lục phẩm cảnh giới cũng coi như không tệ lời này vừa ra tần phong lộ ra vẻ kinh ngạc lam ngưng sương cách đây không lâu mới bước vào lục phẩm cảnh giới lão già này làm sao có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra nói chung muốn nhìn thấu phẩm giai tu vi của người khác trừ phi là có thủ đoạn đặc biệt gì đó hoặc là thực lực vượt xa đối phương vậy lão già này sẽ thuộc trường hợp nào thực tế cho đến bây giờ tần phong đối với thân phận thật sự của lão giả vẫn rất tò mò mà hắn cũng luôn muốn mượn lời lão già xác nhận thân phận của lão lý hỏi thăm về chuyện trận chiến trấn linh quan dù sao lão già này tuy rằng miệng lưỡi độc địa nhưng quả thực kiến thức uyên bác bách lý tiền bối ngài có biết thân phận của lý tiền bối không tần phong nhẹ giọng thăm dò trong lòng ngươi đã sớm có suy đoán hà tất phải hỏi lão giả liếc mắt một cái lần này lại không giấu giếm lão già đều nói như vậy xem ra lý tiền bối quả nhiên là tướng sĩ sống sót trong trận chiến trấn linh quan tần phong nghĩ như vậy nhưng ta vẫn luôn có một nghi vấn tướng sĩ đại càng cơ bản là tu luyện thần vũ đạo thống vì sao lý tiền bối lại tu luyện bách quỷ đạo thống hơn nửa phẩm giai của ông ấy cũng không thấp tần phong mở miệng hỏi trong các loại đạo thống thần vũ tuy không thần dị nhưng nếu như cùng là tình huống phẩm giai thấp chiến lược của võ phu là xứng đáng đứng đầu cho nên đại càng bồi dưỡng tướng sĩ có một quy định bất thành văn đó chính là tu luyện thần vũ đạo thống dù sao tướng sĩ trong quân đội số lượng đông đảo muốn toàn bộ tu luyện đến phẩm giai cao quả thực là người suy si nói mộng cho nên bồi dưỡng võ phu là có tính kinh tế cao nhất bước vào cửu phẩm là có thể hóa thành chiến lực bách lý lão giả nheo mắt lại rơi vào trầm mặc ngay khi Tần Phong cho rằng vấn đề này lại không có câu trả lời, lão giả lại chậm rãi mở miệng, ai nói ông ta không tu luyện thần vũ đạo thống. Lời này vừa ra, Tần Phong ngây người, Lam Ngưng Sương cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Thủ đoạn câu hồn lúc trước, năng lực thống ngự âm linh, võ phu không thể làm được những điều này, chỉ có Bách Quỷ đạo giả mới có thể làm được. Nhưng tại sao lão giả lại nói lý tiền bối tu luyện là thần vũ đạo thống, chờ đã chẳng lẽ lý tiền bối là thần vũ và bách quỷ song tu ý nghĩ này vừa lóe lên liền bị tần phong phủ định pháp môn tu luyện của các loại đạo thống căn bản khác nhau một người không thể vừa tu luyện kình khí vừa hấp thu âm khí đây là lẽ thường trong mắt lão giả lóe lên một tia bi thương bổ sung ông ta chẳng qua là tán bi toàn thân kình khí trọng tu bách quỷ đạo thống cái gì tần phong hai người đồng thời kinh ngạc lên tiếng đau khổ phải chịu đựng khi trọng tu đạo thống, tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng, điểm này đặc biệt đối với võ phu mà nói. Tu luyện của võ phu là đem huyết khí hóa thành kinh khí, sau đó không ngừng tôi luyện thân thể. Nếu muốn tán đi võ phu tu vi, cần phải trải qua đau khổ như liệt hỏa thiêu đốt thân thể, ngàn đau vạn. Thử hỏi, loại đau khổ này ai có thể chịu đựng, lý tiền bối, vì sao phải làm như vậy, làm ngưng sương không hiểu hỏi tần phong nghĩ đến một khả năng trong mắt cũng lóe lên bi thương hắn hít sâu một hơi bình phục lại cảm xúc bách quỷ có thể biện quỷ thức hồn giao tiếp với âm linh có lẽ lý tiền bối ông ấy sở dĩ tán tận tu vi chuyển tu bách quỷ đạo thống chỉ là vì muốn cùng tướng sĩ đã khuất gặp lại một lần lam ngưng sương nghe vậy hai mắt mở to lão nhân trên ghế mây nhắm mắt lại lắc lư ghế mây rơi vào trầm mặc Tần Phong nghĩ đến căn nhà đơn sơ kia, nghĩ đến bóng dáng Lý Tiền bối một mình, chiến hữu ngày xưa đều đã rời bỏ ông ta, có lẽ sống đối với ông ta mà nói, vốn chính là một loại dày vò. Ngay khi Tần Phong bi thương, lão giả đột nhiên mắng một câu, ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì? Sách bên trong đều xem hết rồi, mấy ngày nay không đến, còn không biết phải tranh thủ thời gian. Ta. Tần Phong sững ra. Cút nhanh, cút nhanh đừng ở đây chắn mắt ta. Lão giả vẫy tay đuổi đi. Lão già này, thật sự là khó hiểu, nắm đấm phải dưới ống tay áo vô thức nắm chặt, tần phong cố nén xúc động muốn đấm đối phương một quyền, phẫn quốc bước vào trong thính vũ hiên. Một bên khác, lão lý trở lại căn nhà đơn sơ. Ly rượu trên bàn trong sân đã rót đầy rượu, ông ta đi đến gần nâng ly rượu lên, uống một nửa, lại đổ một nửa. Gậy gõ gõ xuống đất, hầm rượu lần nữa mở ra đi xuống theo cầu thang số lượng chung rượu lại tăng thêm số lượng bài vị lại không thay đổi ông ta nhẹ nhàng vuốt ve đài đá bày bài vị ngón tay không dính bụi trần lão huynh đệ lão lý miếng môi đánh giá bài vị xung quanh đỏ hoe mắt ông ta chậm rãi đi đến chỗ sâu nhất trong hầm rượu nhìn một tấm bài vị trong đó bàn tay lướt qua bề mặt của nó bài vị này khác với những bài vị khác phía trên còn chưa khắc tên gần xế chiều, Tần Phong bước ra khỏi thính Vũ Hiên. Điều khiến hắn khá thất vọng là thương cô nương không có ở thính Vũ Hiên, cũng không biết đã đi đâu. Hắn thở dài một hơi, dẫn Lam Ngưng Sương đến Vọng Nguyệt Cư. Việc buôn bán của Vọng Nguyệt Cư vẫn rất thịnh vượng, khách chật kín đã trở thành chuyện thường ngày. Bành trưởng quầy ngồi ở quầy, kiểm kê sổ sách và rượu. Vừa nhìn thấy Tần Phong, ông ta liền cung kính tiến lên cười, trong lòng vô cùng kính nể vị đại thiếu gia nhà họ tần này. Ba người đến phòng thu chi, bành trưởng quầy báo cáo tỉ mỉ tình hình lợi nhuận của các tử lâu trong thành những ngày qua, thời gian trôi qua thật nhanh. Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, chúng ta cứ ăn tạm ở đây nhé. Tần Phong nghe xong báo cáo liền hỏi Lam Ngưng Sương. Tất cả đều nghe theo cô gia. Bành trưởng quầy nghe vậy liền hỏi, đại thiếu gia, có cần ta dọn chỗ ở tầng 3 cho ngài không? tần phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu không cần cứ ăn ở tầng một đi hắn thích bầu không khí náo nhiệt vừa ăn cơm vừa nghe bá tánh xung quanh ba hoa khoác lát đủ chuyện trên trời dưới biển cũng là một điều thú vị vâng ta đi sắp xếp ngay bành trưởng quầy cuối người lui ra không lâu sau bành trưởng quầy đã dọn ra một chỗ trống cạnh cửa sổ ở tầng một cho hai người tần phong tầng một có diện tích lớn nhất số lượng người nhiều nhất tự nhiên là rất náo nhiệt bên trong không thiếu những tráng hán phu xe đi theo thương nhân trong ruổi khắp nơi, kiến thức rộng rãi, biết rất nhiều tin tức ngầm. Có người nói về sự phồn hoa của thiên thành. Có người nói về việc vị đại nhân nào đó của trảm yêu ti lại đi đâu, chém giết yêu ma quỷ quái hùng mạnh. Có người nói về những chuyện kỳ quái gặp phải ở những ngôi làng hẻo lánh trên núi. Tần Phong vừa uống rượu vừa lén nghe những lời này, cảm thấy thoải mái tự tại. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào tai hắn, thu hút sự chú ý của hắn. Lần này, đội của các ngươi đã sửa chữa bao nhiêu chỗ hư hỏng ở Tề Nguyên Thành, a à, ta tự báo cáo trước, đội của chúng ta không nhiều. Cũng chỉ sửa chữa 23 con đường, 43 ngôi nhà, 17 tòa lầu cắt mà thôi. Giọng điệu không giấu nổi sự dương dương tự đắc của người nói. Tề Nguyên Thành, Tần Phong nhướng mày, nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy cách một dãy bàn, có ba bàn, rõ ràng là một nhóm người. Liếc mắt nhìn sơ qua, ước chừng có gần 20 người. Những người này mặc trang phục giống nhau, áo màu đỏ nhạt, ngực áo mở rộng, để lộ hai cánh tay khỏe khoắn. Mà trên ngực áo đều theo một hoa văn, đó là một ngọn lửa. Tần Phong há hốc mồm, hắn nhận ra biểu tượng này là thần công phường của đế đô Phụng Thiên Thành, còn nhớ khi nguyên chủ còn nhỏ, lão cha đã mời người của thần công phường đến sửa sang sân vườn của tổ trạch, trên người những người đó cũng có biểu tượng này, là đám người cùng việc. Tần Phong co rúng khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng. Một nam tử da ngâm đen, dáng người rõ ràng cường tráng hơn những người khác cười khẩy nói, công lương, ta vốn tưởng ngươi chỉ khiêm tốn thôi, không ngờ thật sự không nhiều. Công lương, người có dáng vẻ tuấn tú, thân hình gầy gò, trên đầu buộc một dải băng màu đỏ rực, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng nói, hỏa viện, nghe ý của ngươi là, đội của các ngươi sửa chữa rất nhiều chỗ. Hỏa viện lắc lắc ly rượu trong tay, giả vờ bân quơ nói, cũng chỉ hơn đội của các ngươi bốn con đường, hai ngôi nhà, ba tòa lầu cắt mà thôi. Không tính là nhiều, nếu không phải thấy anh em mệt mỏi, mấy ngày làm việc, ở giữa nghỉ ngơi ba canh giờ. Có lẽ lần này đi tề nguyên thành, cũng chẳng còn việc gì cho đội của các ngươi làm. Mấy ngày liền chỉ nghỉ ngơi ba canh giờ, người làm công nghe xong đau lòng, Ông chủ nghe xong cảm động rơi lệ. Tần Phong co rúng khóe miệng. Công lương nghe vậy, không những không tức giận, ngược lại còn cười thành tiếng, thì ra là vậy, đáng tiếc đội của chúng ta không có phúc khí như các ngươi. Ngoài việc sửa chữa những chỗ hư hỏng trong thành, chúng ta còn tiện thể tái cấu trúc kết giới hộ thành của Tề Nguyên Thành, mấy ngày liền, anh em cũng chỉ tranh thủ chập mắt một canh giờ. Lời này vừa nói ra, mấy người đi theo công lương đều lộ ra ánh mắt khiêu khích, vẻ mặt tự đắc. Một canh giờ. Tần Phong há hốc mồm, quả nhiên trên đời này, không có ai cùng việc nhất, chỉ có người cùng việc hơn. Sắc mặt hỏa viện có chút khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, khó trách có một khoảng thời gian không thấy các ngươi đâu, thì ra là lén nhận nhiệm vụ sửa chữa kết giới hộ thành. Dừng một chút, hắn cười lạnh một tiếng, hừ, nhưng chúng ta cũng không rảnh rỗi, nhưng lúc các ngươi không có ở đó, chúng ta đã trùng tu tề nguyên hà, còn tân trang lại trấn long tháp trong thành. Châu Đại Nhân, ti chính của trảm yêu ti, còn hết lời khen ngợi chúng ta. Lời nói vừa dứt, đám người đi theo hỏa viện ưỡng ngực, dương dương tự đắc. Ngươi! Thật hèn hạ! Công lương khạc nhổ! Lẫn nhau cả thôi! Hỏa viện hừ một tiếng. Hai bên người ngựa nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng, tựa như hai đội quân sắp giao chiến trên chiến trường, sát khí đằng đằng. Tuy nhiên, một lát sau, hai người này lại đồng thời cười thành tiếng. Công lương huynh, không cần phải vậy, khó có được ở Tấn Dương Thành này có món ngon như vậy, người ta lại tranh giành những thứ này, chẳng phải là mất ngon sao. Hỏa viện huynh nói đúng, cho dù ở Phụng Thiên Thành, ta cũng chưa từng nếm qua món ngon như vậy, hơn nửa rượu ở đây cũng là nhất tuyệt. Nào, ta kính ngươi một ly. Hai bên người ngựa, đồng loạt dơ ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn ăn thức ăn ăn thức ăn hỏa viện và công lương đồng thời lên tiếng người bên dưới bắt đầu ra sức cấp thức ăn tốc độ ăn cơm đó quả thực khiến người ta nhìn mà hít khói động tĩnh của đám người này quá lớn tự nhiên thu hút ánh mắt của những người xung quanh bá tánh buông bát đổ xuống nhìn bọn họ với vẻ mặt kỳ quái lam ngưng sương dù sao cũng xuất thân từ nhà họ liễu ở phụng thiên thành đã sớm nghe nói về danh tiếng của mọi người trong thần công phường đối với điều này cũng không cảm thấy lạ. Ăn nhanh như vậy, vội vã đầu thai sao? Tần Phong nhìn đám người này, thầm nhủ trong lòng. Hỏa viện và công lương ăn như hổ đói, ai cũng không muốn chậm hơn đối phương. Ngẹn thì uống một ngụm rượu, nuốt xuống, sau đó lại tiếp tục động đũa. Hỏa, công, huynh, lần này các ngươi đến tề nguyên thành làm nhiệm vụ gì, hai người đồng thanh, hai mắt hiếp lại. Sửa chữa những nơi bị bách quỷ phá hoại lần trước lại đồng thời nói ra không còn gì khác hai người trừng mắt nhìn nhau tần suất nói chuyện lại nhất trí như vậy hừ ai cũng không tin đối phương đám người thần công phường này làm việc chân tay thức ăn gọi nhiều hơn bá tánh khác rất nhiều nhưng cho dù như vậy với tốc độ ăn như gió cuốn mây bay của bọn họ thức ăn trên ba bàn rất nhanh đã hết sạch tiểu nhị tính tiền hỏa viện và công lương đồng thời vỗ xuống một thỏi bạc vụn hai nhóm người hùng hổ rời khỏi vọng nguyệt cư cho đến khi mọi người nhìn bọn họ đi xa sững sờ một lúc sau tần một mới khôi phục lại sự náo nhiệt như trước tần phong bưng ly rượu lên trong lòng hiếu kỳ tại sao người của thần công phường lại đến tấn dương thành chẳng lẽ thật sự là để sửa chữa những nơi bị phá hủy trong đêm bách quỷ dạ hành lần trước không không đúng một nơi nhỏ bé như tấn dương thành căn bản không có tài lực đó để mời bọn họ phải biết rằng, thù lao của người của thần công phường không hề thấp, dù sao trình độ đó cũng ở đó. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều thích mày mò một số thứ mới lạ, lúc rảnh rỗi nghiên cứu chế tác bảo khí, chi phí cần thiết không hề thấp. Vì vậy, những người này, về cơ bản chỉ nhận những công việc lớn. Tần Phong nhìn về hướng đám người thần công phường rời đi, chìm vào suy tư. Ba ngày sau, bầu trời thành tấn dương lại âm u, trong ba ngày này, Hắc Tháng Đầu và Nhị Đệ lần lượt bước vào cảnh giới thần vũ lục phẩm. Đồng thời, theo sự thành thạo trong y thuật của Tần Phong, kinh mạch bị tổn thương trong cơ thể Liễu Kiếm Ly cũng được phục hồi ngày càng nhanh. Ban đầu, hắn dự tính cần 10 ngày, nhưng xem ra, chỉ cần chữa trị thêm 3 lần nữa là có thể phục hồi hoàn toàn kinh mạch bị tổn thương trong cơ thể Liễu Kiếm Ly. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, kể từ đêm mưa gió hôm đó, liễu kiếm ly tuy bề ngoài đối xử với hắn như trước nhưng quan hệ của hai người dường như thân thiết hơn liên tiếp những chuyện tốt đẹp tần phong đáng lẽ phải vui mừng mới đúng nhưng không hiểu sao trong lòng hắn luôn có chút bất an khó tả nhìn bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn hắn nhíu mày lại sắp mưa rồi hy vọng đừng có sấm sét lộc bột lộc bột tiếng mưa rơi trên lá cây không ngừng trong rừng một nam một nữ đang đi tới nam tử dáng người cường tráng, mặc quần kiếm rộng màu đen, khoác áo tròn đỏ, phần ngực và cánh tay bên phải lộ ra, trên vai phải có một vết sẹo kéo dài từ ngực đến lưng, trông rất đáng sợ. Tóc hắn hơi đỏ, được búi gọn ra sau, tay trái xách một thanh đao dài màu bạc trắng, dài khoảng 6 thước, đặt trên vai trái, chui đao còn treo một bầu rượu màu đỏ. Bên cạnh hắn là một nữ tử, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ oai hùng, tú lệ tuyệt trần. Tóc ngắn, dài đến tận mang tay nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh lam vạt váy không giống như những nữ tử bình thường ngược lại được xẻ một đường rất lớn mỗi bước đi đôi chân thon dài khỏe khoắn trắng nõn lại lộ ra sáng bóng như bạch mãng xà phần cánh tay trên của nàng không có ống tay áo để lộ hai cánh tay trắng nõn như ngọc eo quấn chặt đai lưng đen tôn lên vòng eo thon gọn hai bên hông nàng đeo mỗi bên một thanh kiếm mỏng dài khoảng hai thước rộng hai ngón tay chui kiếm có vân tím chuyển động nhìn là biết không phải vật phàm hai người đi trong mưa nhưng trên người không hề bị ướt nước mưa rơi xuống cách cơ thể họ một tấc thì bị một lực lượng vô hình nào đó cản lại bỗng nhiên một con nai từ trong rừng lao ra nhảy lên đường núi cách hai người chưa đầy một thước nếu có lão thợ săn nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc nai trong rừng nổi tiếng là sợ người đừng nói là một thước dù cách mười thước chúng cũng sẽ bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng con nai này lại như không hề nhìn thấy hai người, vẫn gặm cỏ bên đường núi. Cho dù hai người đi ngang qua nó, nó cũng không hề hay biết. Rắc, có vật cứng bị dẫm lên. Nam tử tóc đỏ cúi đầu nhìn, đó là nửa miếng lệnh bài, trên đó khắc chữ, mơ hồ có thể nhìn ra là chữ, tuần. Tên tuần sát sứ xui xẻo nào đã chết ở đây? Nam tử trầm giọng nói, giọng nói như chuông lớn. Nữ tử tóc ngắn ngẩng đầu lên, vẫn không hề mở mắt, nàng cảm nhận xung quanh, bỗng nhiên lướt người đến bên cạnh một bụi cây. Ngồi sổng xuống, chân phải trắng nõn lộ ra hoàn toàn, khi đứng dậy, trong tay nàng đã có thêm một mảnh vải bị xé rách nát, trên đó vẫn còn vết máu chưa bị nước mưa cuốn trôi. Thi thể có lẽ đã bị yêu thú trong rừng gặm sạch, khí tức còn sót lại rất yếu ớt, nhưng có thể khẳng định, kẻ địch rất mạnh. Nữ tử thản nhiên nói, giọng nói trong trẻo, có thể trở thành tuần sát sứ, thực lực ít nhất cũng phải ở Hồng Liên Nhị Tinh trở lên, mà ở đây lại không có dấu vết đánh nhau rõ ràng. Nam tử nhanh chóng đưa ra kết luận, thắng bại chỉ trong gan tất, kẻ địch có thể nhanh chóng giết chết tuần sát sứ trong thời gian ngắn, tự nhiên sẽ không yếu. Mặc dù biết rõ là cường địch, nhưng trong giọng nói của hắn không hề có sự lo lắng hay sợ hãi. Một lát sau, nam tử xoa trán, khóe miệng nhếch lên, lần trước, tai họa yêu ma xâm nhập thành tề nguyên, ta đang ở cách đó sáu ngàn dặm chém giết quỷ vương thất chuyển, không kịp tham gia. Nghe nói lần đó xuất hiện vài cường địch, ngay cả thương tiên ra tay cũng không thể giữ chân được đối phương. Hy vọng lần này, ta cũng có thể gặp được vài kẻ địch như vậy, để ta giết cho thỏa thích. Nữ tử nghe vậy, mặt không chút cảm xúc, thản nhiên nói, đừng khinh địch. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, đạo lý này ta tự nhiên hiểu. Nam tử nhớ mày nói. Hắn cất nửa miếng tuần sát lệnh vào trong ngực, cùng nữ tử tiến về thành tấn dương. Trong trạm yêu ti, từ trước đến nay có một quy định bất thành văn, nếu như ra ngoài, gặp đồng liêu đã chết, cần mang theo di vật của người đó. Hoặc là thay người đó báo thù, hoặc là đưa hồn người đó về cố hương. Mà nhìn dáng vẻ của nam tử, rõ ràng là đã chọn cách thứ nhất. Đúng lúc giờ cơm trưa, Tần Phong cùng gia đình dùng bữa ở đại sảnh nhị đệ đã bước vào cảnh giới thần vũ lục phẩm mặc dù đã qua hai ngày mọi người trong nhà vẫn rất vui mừng tần phong vừa ăn cơm vừa nhìn dáng vẻ vui vẻ hòa thuận của mọi người chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp thế nhưng câu chuyện cứ thế mà chuyển sang hắn nhị nương bỗng nhiên hỏi đúng rồi phong nhi vết thương trên người liễu gia tiểu thư thế nào rồi có chữa khỏi được không lão gia và nhị đệ nghe vậy cũng dừng bát đũa đồng loạt nhìn sang Tần Phong nuốt thức ăn trong miệng, trả lời: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là kinh mạch cần phục hồi tương đối nhiều, cần phải chữa trị thêm vài lần nữa." Nhị nương mỉm cười: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tiểu thư đó cũng là người đáng thương, không thể cả đời ngồi xe lăn được." "Yên tâm đi, nhị nương, sau khi kinh mạch được phục hồi hoàn toàn, nàng ấy sẽ có thể đứng dậy được." Tần Phong mỉm cười, gắp một miếng cơm, nhai kỹ. "Vậy sau khi nàng ấy khỏe lại, hai con có thể động phòng rồi chứ ta còn muốn nhân lúc mình còn trẻ bế cháu một cái đây nhị nương hai mắt sáng rực khụ khụ vì quá kinh ngạc tần phong bị sặc hắn vội vàng lấy một bát canh trên bàn uống một hơi lúc này mới thông khí đúng lúc hắn nhìn vẻ mặt mong đợi của nhị nương không biết nên trả lời thế nào lão gia liền lên tiếng giải vây kiếm ly tiểu thư một lòng cầu kiếm đạo có lẽ tạm thời chưa nghĩ đến chuyện nam nữ phu nhân gấp gáp làm gì nhị nương nhíu mày quát sao lại là ta gấp gáp phong nhi cũng không còn nhỏ nữa tuổi của kiếm ly cũng vừa vặn năm đó lúc ta sinh an nhi còn chưa lớn bằng kiếm ly tiểu thư đâu sao có thể giống nhau được tần kiến an vẻ mặt bất đắc dĩ ý con là gì sao lại không giống nhau con nói rõ ràng cho ta nghe nhị nương cho mày sắc nổi giận phu nhân con không có ý đó Vậy con có ý gì? Nhị đệ vừa ăn cơm, vừa xem náo nhiệt. Tần Phong ban đầu cũng muốn xem náo nhiệt, nhưng lão gia dù sao cũng vừa mới nói đỡ cho hắn. Vì vậy liền lên tiếng an ủi, nhị nương, kiếm ly nàng ấy trước đây gặp phải chuyện như vậy, cho dù vết thương đã được chữa khỏi, trong lòng chắc chắn vẫn còn khúc mắt, không thể nóng vội. Ừm, không thể nóng vội, âm đầu tiên và âm thứ tư đều giống nhau. Tần Phong thầm bổ sung một câu trong lòng. Cái này Cũng có lý Nhị nương khẽ gật đầu Trừng mắt nhìn lão gia Cũng không truy cứu chuyện này nữa Tần Phong thấy vậy Rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm Thế nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị động đũa lần nữa Nhị nương lại buông bát đổ xuống Hỏi Đúng rồi Nếu là ngưng sương tiểu thư thì sao Lam ngưng sương là kiếm thị thân cận của liễu kiếm ly Người nhà đều biết Mà người như vậy thường có thể trở thành thông phòng nha hoàng. Lúc trước, liễu gia gã liễu kiếm ly đến đây để lam ngưng sương đi theo e rằng cũng có ý này trong đó lam cô nương ta thấy rất tốt tính tình cũng tốt chỉ là chỉ là chỗ đó nhỏ một chút sau này sinh con có thể sửa không đủ nhưng mà đây cũng không phải chuyện gì lớn nhị nương ra hiệu một bộ phận nào đó thần sắc có chút tiếc nuối không nhị nương người căn bản không biết người đã xem nhẹ một tuyển thủ cấp bậc nào người và nàng không cùng một đẳng cấp hạt gạo sao dám sánh với ánh trăng rằm cũng không biết vì sao trong đầu tần phong bỗng nhiên nghĩ đến câu này nhưng những điều này đều không quan trọng tuy ta đối với loại đề tài này cũng rất hứng thú nhưng nếu ta trở thành người trong cuộc thì lại khác trước mặt người nhà nói chuyện này thật sự quá xấu mặt tần phong thầm nghĩ nhị nương ta hiện tại còn chưa bước vào thất phẩm cảnh giới suy nghĩ những điều này còn quá sớm dù sao giữ nguyên dương chi thân tu hành có thể tăng tốc không ít. Tần Phong lấy ra lý do có thể khiến mình đứng ở thế bất bại. Nhị nương nghe vậy, thần sắc quả nhiên do dự, bà thở dài một hơi, quả thực là như thế. Tần Phong thở vào nhẹ nhõm, tầm mắt hơi nghiêng sang, tên nhị đệ kia giả vờ đang ăn cơm, nhưng cơm trong bát cơ bản không động đũa. Hơn nữa, lúc nhị nương nói ra lời kia, trong mắt tên nhóc này rõ ràng lộ ra thần sắc tiếc nuối, như thể đang tiết hụt một màn kịch hay không giúp ta nói đỡ cũng thôi, lại còn dám xem náo nhiệt của ta, nhị đệ, lá gan ngươi thật lớn, đã ngươi đối với ta bất nhân, thì đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Tần Phong sắc mặt nghiêm lại, bỗng nhiên mở miệng, nói đến, nhị nương, nhị đệ hiện tại đã 18 tuổi, hơn nữa trước đó không lâu đã bước vào thần vũ lục phẩm cảnh giới. Chúng ta có phải nên giúp hắn tìm một cô nương tốt hay không? Nhị nương nghe vậy, hai mắt lại sáng lên tia sáng nhị đệ ngẩng đầu nhìn về phía tần phong vẻ mặt kinh ngạc lần này lão gia cũng gật đầu đồng ý phong nhi nói như vậy hình như cũng có lý phu nhân ngươi có người nào tốt không nhị nương suy nghĩ một hồi liền hưng phấn nói sao lại không có ta thấy khuê nữ nhà họ lý kia rất tốt hộp chuyện này vừa mở ra nhị nương liền không dừng lại được một hơi nói ra mười mấy cô nương theo đề tài đi sâu sắc mặt nhị đệ rõ ràng khó coi tần phong thấy vậy khóe miệng nhếch lên ngay lúc này hắn cảm thấy bắp chân bị người đá một cái không cần nghĩ cũng biết nhất định là nhị đệ bên cạnh liếc mắt nhìn sang chỉ thấy đối phương lộ ra thần sắc cầu xin hừ không cho ngươi nếm chút đau khổ ngươi liền quên ai là đại ca tần phong ho khan một tiếng đúng lúc lên tiếng nhị nương với thiên phú tu hành của nhị đệ tương lai nhất định có thể quan tông diệu tổ những cô nương người nói, cũng không tệ, nhưng xứng với nhị đệ, có lẽ còn kém một chút. Lão gia vuốt cầm nói, Phong Nhi nói có lý. Nhị nương nhíu mày, cũng nghĩ thông điểm này. 18 tuổi thần vũ lục phẩm, cộng thêm dung mạo của An Nhi, đặt ở Phụng Thiên Thành, e rằng cửa nhà đều bị người cầu thân đạp nát. Cứ tùy tiện tìm một cô nương trong thành nhỏ, quả thực không ổn. Chuyện này không vội, ta lại nghĩ xem nhị nương cúi đầu trầm ngâm. Nhị đệ thở vào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng rơi xuống, ánh mắt mang theo cảm kích. Ngay lúc này, người gác cổng vội vàng chạy đến đại sảnh nói, lão gia, ngoài phủ có một nam một nữ, tổng cảm thấy có chút không đúng. Không đúng, lão gia nhíu mày. Tần Phong cùng những người khác cũng vẻ mặt nghi hoặc. Ra ngoài xem. Họ mang ô đến cổng phủ. Tần Phong từ xa đã nhìn thấy, hắc tháng đầu cầm trường kích, ngang trước người chặn người ngoài cửa tầm mắt nhìn về phía trước chỉ thấy một nam một nữ nam tử mặc áo đỏ vai khoác trường đao màu bạc trắng lộ ra vai phải có một vết sẹo dữ tợn nữ tử bên cạnh nhắm chặt hai mắt dung mạo xinh đẹp đặc biệt là chỗ hở dưới trường váy xanh đôi chân dài trắng nõn như bạch mãn thu hút ánh nhìn cũng không biết chân nữ tử này dài hơn hay là chân thương cô nương dài hơn Tần Phong hơi so sánh một chút, rất nhanh thu tâm tư lại. Chỉ nhìn ngoại hình và khí thế của hai người này, liền biết không phải người thường. Thêm vào đó, bọn họ đi đường trời mưa không che ô, y phục lại không ướt chút nào, liếc mắt một cái liền biết là cao thủ kình khí ngoại phóng, thực lực ít nhất đạt đến thần vũ lục phẩm, bọn họ là ai, vì sao lại đến Tần phủ? Tần Phong đi lên trước, Hắc Tháng Đầu vội vàng lên tiếng ngăn cản, cô gia cẩn thận, hai người này rất mạnh. Hắc tháng đầu thần sắc ngưng trọng, toàn thân cơ bắp căng cứng, một bộ như lâm đại địch. Điều này khiến Tần Phong trong lòng giật mình, hắc tháng đầu trước đó không lâu mới bước vào thần vũ lục phẩm cảnh giới, ở trong thành nhỏ này đã được coi là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt với hai người này, hắn lại khẩn trương như vậy, thậm chí có chút kính sợ. Song đồng dị năng triển khai, Tần Phong nhìn về phía hai người, không nhìn còn tốt, vừa nhìn thật sự giật mình nữ tử váy xanh này kinh khí trong cơ thể ngưng luyện sắp đuổi kịp liễu kiếm ly mà nam tử tóc đỏ kia kinh khí ngưng luyện còn hơn cả nữ tử váy xanh bọn họ ít nhất là cao thủ thần vũ tứ phẩm cảnh giới tiểu thành tấn dương này làm sao lại có nhân vật như vậy ngay lúc này nữ tử váy xanh bỗng nhiên biến mất không thấy lại xuất hiện nàng đã đến bên cạnh tần phong cúi đầu dường như đang đánh giá cái gì nhưng nàng lại không hề mở mắt mọi người ở đây thấy cảnh này đều kinh hãi tốc độ kia quá nhanh chỉ trong nháy mắt tần phong cũng toàn thân cứng đờ trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống hắn liếc mắt nhìn hai thanh kiếm nhỏ bên hông mỹ nhân may mà đối phương không có sát ý nếu không hắn chắc chắn phải chết tiền tiền bối tần phong thăm dò hắn không hiểu vì sao đối phương đột nhiên như vậy nữ tử váy xanh lại không để ý lộ ra vẻ suy tư một lát sau liền xoay người đi về phía nam tử tóc đỏ đại ca huynh không sao chứ nhị đệ tiến lên quan tâm hỏi sau đó nhìn về phía hai vị khách không mời nhíu mày ta không sao tần phong xua tay tuy nói như vậy nhưng tim hắn vẫn đập thình thịch vẫn là mình quá sơ suất trong trường hợp không xác định có nguy hiểm hay không thì không nên đứng ở phía trước như vậy tần phong tự kiểm điểm sâu sắc hắn vẫn thiếu giác ngộ của một tên phế vật cổng tần phủ nam tử tóc đỏ vuốt cầm đánh giá mọi người trước mặt hỏi xác định là nơi này nữ tử váy xanh gật đầu không sai được nam tử nhướng mày khí thế quanh thân tản ra quét qua tần phủ một lượt mở miệng nói có chút ý tứ phủ đệ nho nhỏ trong thành tấn dương này lại có năm tên lục phẩm võ phu chờ chút người kia là nam tử tóc đỏ hai mắt đột nhiên mở to cùng lúc đó liễu kiếm ly ở hồ đình nghiêng đầu nhìn về phía cổng tầng phủ cùng nam tử nhìn nhau từ xa nam tử tóc đỏ nhếch mép giơ trường đao trên tay trái lên đột nhiên chém một nhát vào không trung cảnh tượng kỳ lạ này khiến mọi người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy chỉ thấy một đạo đao khí màu trắng bạc xé toạc màn mưa lất phất hướng về phía bầu trời cao của hồ đình phủ tầng gia nhưng khi đao khí bay được nửa đường những hạt mưa nhỏ li ti bỗng dừng lại giữa không trung sau đó lần lượt hóa thành kiếm chém về phía đao khí màu trắng bạc. Liễu Kiếm Ly. Hóa mưa thành kiếm. Nàng ấy đã bước vào kiếm ý ngũ trọng vạn thần cảnh rồi, chuyện này xảy ra khi nào, Tần Phong trợn to hai mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lúc Liễu Kiếm Ly hóa mưa gió khắp thành thành kiếm, hắn vừa khéo đang ngủ say, nên không hề hay biết. Nhìn lên bầu trời cao, đao kiếm va chạm, chỉ trong nháy mắt, nước mưa nổ tung, hóa thành mưa bụi rơi xuống. Kiếm ý ngũ trọng Vạn thần cảnh, nam tử tóc đỏ và nữ tử váy xanh đồng thanh nói, giọng điệu khó giấu nổi sự kinh ngạc. Đao khí tan biến, còn những thanh kiếm mưa kia lại chém về phía nam tử tóc đỏ. Thấy vậy, hắn tùy ý vung tay lên, kiếm mưa lập tức tiêu tan. Thủ đoạn này thật sự khiến mọi người có mặt phải há hốc mồm. Một lát sau, nam tử đưa tay lên xoa trán cười lớn, quay đầu sang hỏi nữ tử, người đó chính là Liễu Kiếm Ly của Liễu gia vị kiếm thần tương lai mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Đúng vậy. Mỹ nhân váy xanh khẽ gật đầu. Không hổ danh kiếm thần. Nam tử tóc đỏ tán thưởng nói, sau đó lại vác trường đao màu trắng bạc lên vai, bước vào phủ tần gia. Các ngươi muốn làm gì, thấy vậy, Hắt đầu biết rõ không địch lại, nhưng vẫn dơ kích chắn trước. Nam tử tóc đỏ liếc nhìn hình thịnh, trong lòng hình thịnh lập tức cả kinh. Nhưng nam tử lại không ra tay, ngược lại mở miệng hỏi ai là tần phong tìm ta ta đã chọc vào nhân vật nào như vậy từ khi nào nhìn thoáng qua vẻ mặt căng thẳng lo lắng của mọi người xung quanh tần phong bước lên một bước mở miệng nói là ta nghe vậy nữ tử váy xanh thong thả bước tới hắt đầu vội vàng chắn trước mặt tần phong không sao tần phong đặt tay lên vai hắt đầu cô gia hắt đầu muốn nói lại thôi tần phong lắc đầu nếu nam nữ này thật sự muốn ra tay giết hắn, làm sao có thể đợi đến bây giờ, ban đầu khi nữ tử lóe người đến bên cạnh hắn, đã có thể ra tay rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, tuy trong lòng Tần Phong vẫn còn căng thẳng, nhưng không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Thấy vậy, hình thịnh chậm rãi nhường đường, nhưng hắn vẫn nắm chặt trường kích, cơ bắp toàn thân căng cứng, để ứng phó với tình huống bất ngờ. Nữ tử váy xanh đi đến trước mặt Tần Phong, đưa tay phải vào trong thắt lưng đen bên hông một lát sau liền lấy ra một phong thư đưa cho hắn tần phong tò mò nhận lấy phong thư sau đó mở ra xem không khỏi giật mình vì nội dung bên trong bức thư này lại là do chu khai tư chính trảm yêu ti ở tề nguyên thành viết cho hắn nội dung trong thư không nhiều chỉ nói nam nữ này là người quen cũ của chu đại nhân vì một số lý do nên phải tạm thời ở lại tấn dương thành vì vậy chu đại nhân hy vọng hắn giúp một việc thu nhận hai người này một thời gian. Tần Phong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại mắng Chu Khai cái tên khốn kiếp kia một trận tơi bời. Người quen cũ của ngươi dựa vào cái gì mà ta phải tiếp đãi? quan hệ của chúng ta rất thân thiết sao? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Tần Phong vẫn cười nói, hóa ra là bằng hữu của Chu Đại Nhân, xin hỏi xưng hô như thế nào? Chu Khai là tư chính trảm yêu ti ở Thiên Thành, đồng thời cũng là một vị tam thập lục tinh, Người có thể làm người quen cũ của hắn chắc chắn cũng không phải nhân vật tầm thường. Cho dù trong lòng Tần Phong có bất mãn đến đâu, cũng không dám chậm trễ trên mặt. Hơn nữa, nếu có thể kết giao tốt với hai người này, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Thế đạo này, quen biết thêm một số nhân mạch luôn luôn không sai. Hai người còn chưa trả lời, Lam Ngưng Sương đẩy liễu kiếm ly đi tới, vẻ mặt Lam Ngưng Sương lo lắng, nhìn thấy Tần Phong không sao mới thở vào nhẹ nhõm. Liễu Kiếm Ly lại mặt không đổi sắc, chỉ là sự chú ý luôn đặt trên nam nhân tóc đỏ và nữ tử váy xanh. Giống người Nhã An cũng vì khí thế mà nam tử tóc đỏ phóng thích lúc trước mà vội vàng chạy tới, lại là bọn họ. Trong mắt Nhã An lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra nam nữ này. Nữ tử váy xanh dẫn đầu tự giới thiệu, Ngư Mi. Nói xong, nàng ta khẽ vén tà váy lên cặp đùi trắng nõn như bạch mãn phô bày ra không chút che giấu không nói không rằng ngươi vén váy làm gì thê tử của ta còn ở đây tần phong làm theo bản năng của cơ thể nhìn sang sau đó trợn to hai mắt hắn không phải bị cặp đùi trắng nõn kia thu hút sự chú ý mà là vì một vật khác bên dưới tà váy còn có một chiếc quần đùi đen bó sát mà trên quần đùi lại treo một khối lệnh bài hoa văn sen đỏ ba ngôi sao vàng Vòng ngoài khắc đá bạch kim như những vì sao, Tam thập lục tinh lệnh. Hắc Đầu trầm giọng nói, hiển nhiên là nhận ra khối lệnh bài này. Hóa ra ngươi cũng đang nhìn chằm chằm vào đùi nàng ta, tên khốn kiếp. Tần Phong thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ, là người quen cũ với Chu đại nhân, lại có thực lực mạnh như vậy, thân phận này cũng hợp tình hợp lý. Hắn quay đầu nhìn sang nam tử tóc đỏ, nếu nữ tử tên Ngư Mi này là Tam thập lục tinh vậy thân phận của nam tử này chắc cũng không kém là bao chẳng lẽ cũng là một vị tam thập lục tinh trấn thiên nhất nam tử tóc đỏ nhàn nhạt nói trấn thiên nhất cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi tần phong cúi đầu trầm ngâm cùng lúc đó hắt đầu bên cạnh lộ vẻ mặt kinh hãi lẩm bẩm đau đau cuồng đau cuồng tần phong há hốc mồm hắn rốt cuộc cũng nhớ ra danh hiệu của trấn thiên nhất Nam vực có ba vị thập nhị thần tướng thường xuyên tỏa trấn, trong đó có một vị, người đời đều gọi là đao cùng trấn thiên nhất, một tay đao pháp khuynh đảo đương thời, nam tử tóc đỏ này, lại chính là đao cùng, có lẽ nhìn ra vẻ mặt của mấy người không đúng, lão cha chậm rãi bước lên, thấp giọng hỏi, Phong Nhi, bọn họ rốt cuộc là ai, con có quen không, nếu không quen, có muốn đuổi bọn họ đi. Lời còn chưa dứt, Tần Phong vội vàng mở miệng ngắt lời, Chu đại nhân đã nói rõ với con trong thư, đường xa đến đây, chắc hẳn hai vị cũng mệt rồi. Nếu không chê, xin mời vào phủ nghỉ ngơi trước. Con sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cơm nước cho hai vị. Lão cha này lại muốn đuổi một vị tam thập lục tinh và thần tướng đi. May mà con phản ứng đủ nhanh. Tần Phong thở vào nhẹ nhõm. Ngư Mi nhẹ giọng nói, cơm nước thì không cần, chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng khách là được. Hai gian trấn thiên nhất đột nhiên lên tiếng ngư mi khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì nữa quan hệ của hai người này hình như có chút không bình thường a à, tần phong len lén đánh giá một cái sau đó liền phân phó thanh nhi dẫn hai vị đại nhân đến phòng khách trống trấn thiên nhất bước đi khi đi ngang qua tầng kiến an thân hình bỗng thượng lại hắn như cảm nhận được điều gì đó liếc nhìn sang một bên chỉ dừng lại trong nháy mắt hắn liền tiếp tục bước đi chỉ là khóe miệng không biết vì sao lại hơi nhếch lên. Ngư Mi theo sát phía sau, hai người đi theo Thanh Nhi hướng vào trong phủ, lướt qua những người khác. Lam Ngưng sương vẻ mặt cảnh giác, Liễu Kiếm Ly mắt nhìn thẳng, không hề dao động. Cho đến khi bóng dáng của hai người theo Thanh Nhi rẽ vào góc, biến mất khỏi tầm mắt, vẻ mặt của mọi người có mặt mới dần dần trở lại bình thường. Phong Nhi, Đại ca, bọn họ rốt cuộc là. Cả nhà đồng loạt mở miệng, tần phong nhìn quanh một lượt chậm rãi giải thích thân phận của hai người kia nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha